Kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ dự báo sáng sớm mai se lạnh, còn ở Bắc Bộ, đêm và sáng khá rét. Bởi khối không khí lạnh, bản chất là khối áp cao vẫn nằm trên đất liền, với những luồng gió khô thổi xuống, xua tan mây ở miền Bắc và khiến cho mặt đất thoát nhiệt nhanh. Vì vậy mà đêm nay sáng sớm mai, nền nhiệt vẫn giảm thấp. Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố như Ninh Bình, Hạ Long hay Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất về đêm chỉ từ 12 đến 16 độ C. Thậm chí Sơn La hay Lạng Sơn chỉ còn 9 độ C, trời rét cóng. Thời tiết này sẽ gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là với người già, vì vậy quý vị lưu ý giữ ấm. Đến trưa chiều mai trời lại nắng nhiều, khiến nhiệt độ tăng lên rất nhanh, chênh lệch so với buổi đêm lên đến cả chục độ. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác trong khoảng là từ 25 đến 27 độ C. Không khí lạnh vẫn khuếch tán sâu xuống phía Nam, sẽ mang đến thời tiết se lạnh vào sáng sớm mai cho khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác trong khoảng 21 đến 24 độ C. Đến trưa chiều trời nắng nhưng mà không quá nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 29 đến 32 độ C. Có gió đông bắc nên là không khí thoáng đãng. Còn ở Trung Bộ, nhiều thành phố từ Đông Hà vào đến Tuy Hòa trời nhiều mây, chỉ ít điểm như Thanh Hóa, Vinh hay Phan Thiết là có nắng. Nhiệt độ toàn miền trong khoảng 25 đến 27 độ C. Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, riêng phía tây gió cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.